gọi cái căn bệnh lười học là một loại bệnh, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta tìm cái phương pháp để chữa cái triệu chứng ban đầu là chúng ta bắt con học này, chúng ta ép con học này, hoặc là chúng ta quát mắng này, hoặc là chúng ta đánh con này thì nó chỉ trị ở tại thời điểm tức thì thôi. Nghĩa là có thể tại cái khoảnh khắc đấy tại thời điểm đấy, tại cái bối cảnh đấy, à, hành vi của con có thể có sự chuyển đổi. Nhưng sẽ không hứa hẹn được rằng ở khoảnh khắc khác, thời điểm khác, bối cảnh khác con sẽ tiếp tục như thế và bố mẹ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi nếu như mà ngày nào mình cũng phải ngồi cạnh con ngày nào mình cũng phải quát con ngày nào mình cũng cần phải nhắc nhở con học tập thì liệu rằng cái khoảng thời gian đó, đồng hành cùng với con nó sẽ kéo dài bao lâu thực tế cái mà chúng ta đã áp dụng với đứa trẻ nó không phải là một phương pháp phù hợp